tổng có một nhiệm vụ cho em bé ăn. Và bạn ấy sẽ muốn gì đây? Bé muốn khoai tây chiên. Không khó. Bây giờ bà sẽ làm. Ừ, mình cũng biết công thức. Có vẻ như cần phải thêm dầu. Đổi thêm béo hơn một chút đi, nó sẽ ngon hơn. Như này, chắc chắn sẽ nướng mọi thứ thật là tốt. Bây giờ thì mình sẽ đổ hết tất cả một gói vào. Bởi vì không bao giờ là có quá nhiều khoai tây chiên. Cháu gái, cháu đang làm gì vậy? Ôi không, nó đang bốc cháy. Ôi, chúng ta phải dập ngọn lửa thôi. Nhanh lên, nhanh lên. Ôi, trong đó không có trong công thức nấu ăn. Ôi, suýt thì đốt cháy cả nhà bếp và chúng ta rồi. Tốt hơn, nên nó hỏi từ bà. Bây giờ chỉ lấy một ít dầu thôi, một chút lửa nữa và khoai tây sẽ trở nên hoàn hảo. Đấy, tuyệt lắm. Bây giờ có thể bỏ nó ra rồi. Ôi, làm tốt lắm. Đây là tất cả dành cho cháu gái của bà. Chỉ cần thêm nước cà chua nữa thôi. Cà chua hành, ngon lắm. Khoai tây chiên chắc chắn là sự kết hợp hoàn hảo. Ôi, trời ạ, mọi người phải học từ mình đi. Bây giờ mình sẽ cho mọi người cùng xem. Đây. Bây giờ bỏ loại thừa ra, sau đó bỏ khoai tây chiên với cả thịt xông khói. Ở trên thì thêm một ít mứt lên trên nhá. Và ở trên sẽ cho một nhánh hương thảo. Một kiệt tác nghệ thuật ẩm thực đã sẵn sàng rồi đây. Mình nghĩ một cái gì đó tốt hơn rồi. Kẹo dẻo chuối trông rất giống với khoai tây chiên. Và nếu thêm siro dâu tây thì sẽ giống như khoai tây với nước sốt cà chua. Người em gái của mình thực sự sẽ rất thích bởi vì nó rất thích đồ ngọt mà. Cuối cùng mọi thứ cũng đã sẵn sàng. Em bé đang chờ đợi thức ăn của mình rồi đấy. Món ăn của bà là món ăn đầu tiên thu hút sự chú ý. Khoai tây chiên cổ điển và nước sốt cà chua. Em bé rõ ràng rất là thích nó. Ôi, tự hỏi, em ấy có thích món này không nhở? Đầu bếp lấy một công thức khác thường, nhưng mà nó không được đánh giá cao lắm đâu. Và một món quà từ chị gái là món cuối cùng. Nó giống như khoai tây chiên và sốt cà chua, nhưng đó là kẹo dẻo ngọt ngào với nước sốt dâu tây. Nhúng và ăn. Bây giờ phải chọn người chiến thắng thôi. Đúng rồi, đó sẽ là món của bà. Ôi, tuyệt lắm. Ôi, tuyệt quá. Bà, ủi, đau quá. Ôi, bé muốn ăn cái gì giờ nhỉ? Ồ, bạn ấy muốn ăn món sushi. Ôi, cái này là cái gì vậy? Bà không biết. Ôi, bà không biết làm món này. Hãy cho xem bà phải làm gì đây. Đầu tiên, cần phải đun sôi gạo lên một cách đặc biệt. Thôi, tự làm đi. Ồ, ok. Bà sẽ nấu cơm. Bà biết nấu. Ôi, sushi với rong biển rất là khó chịu. Tốt hơn sẽ làm một cái gì đó ngọt. Hoặc là chua ngọt. Hay lấy những chiếc lưỡi chua ngọt này, thêm kem đánh bông thay vì nước sốt. Quấn một viên kẹo dẻo và kẹo dẻo Haribo nữa cơ. Và nó to đầy màu sắc. Và chưa bao giờ nhìn thấy một món sushi như vậy đúng không? Bây giờ mình cần lấy nori và cắt nó làm đôi. Ôi, nó khô và còn bị gãy nữa. Ôi, làm như nào vậy? Bởi vì người chuyên nghiệp đang làm việc đây bà. Và sau đó mình sẽ trải một thứ lên và cuốn nó lên, vặn nó. Bây giờ mình sẽ trải cá lên trên thật là cẩn thận và mình sẽ cắt nó ra. Đấy, xong rồi. Đấy, một cuộn Philadelphia cổ điển đã xong rồi. Ôi, bà không làm được giống như của cháu. Ôi, nó không giữ hình dáng. Đúng rồi, bà sẽ lấy dưa chuột ra và nó sẽ rất ngon và tốt cho sức khỏe. May mà mình đã có món cũ này. Bây giờ đến lúc phải thử rồi em bé. 1, 2, 3. Bắt đầu với cả món đầu tiên nhé. Món sushi trông thật là hoàn hảo và vị cũng rất là thú vị. Những cuộn lớn và rất là sáng. Rất là ngon, rất là ngon. Ngon đến nỗi cậu ấy ngay lập tức chọn người chiến thắng rồi. Ôi, cháu thậm chí còn chưa thử của bà.
Bà ơi, dậy đi. Cháu gái bà muốn một cái gì đó ngon một lần nữa đây này. Bạn ấy muốn một ly sinh tố sô-cô-la trắng miệng. Đây là công thức yêu thích của tớ. Chúng ta sẽ cần một vài viên đá. Đổ nó thêm sốt sô-cô-la vào trong nhé. Và thêm sữa từ Starbucks vào tận miệng. Bây giờ thì mình sẽ đánh bông bột sữa bằng máy. Ê, chuyện gì xảy ra vậy? Ôi, cháu không có tình mà. Ôi, bà có túi gì trong tay vậy? Đó là cà phê trong một hay sao? Bà thực sự định đưa cho cháu gái mình sao? Ừ, nhưng có vẻ như chính bà ngoại cũng rất là thích nó. Còn mình sẽ tiếp tục. Mình sẽ thêm kem tươi ở trên nhé. Tớ sẽ làm công thức này thường xuyên rồi. Nhân tiện, không nên quên về bản thân của mình. Bây giờ thì mình sẽ rắc vụn bánh quy Oreo lên trên và đàn một chiếc bánh quy ở trên. Một cốc tai ngon tuyệt vời uống qua cống hút đã sẵn sàng rồi. Ôi, ai lại pha cà phê như vậy chứ? Kinh tởm. Cần phải hạt cà phê tươi và đo lường mọi thứ từng gam một. Bây giờ thì cần nghiền nó thành mảnh vụn nhỏ. Bây giờ mình sẽ cho vào trong này. Các bạn hãy tin đi, mình chắc chắn sẽ làm được cà phê tuyệt vời thôi. Bây giờ cần phải lấy thêm cả sữa nữa. Mình chắc chắn sẽ không bắn tương tóe bất cứ ai đâu. Bây giờ thì trang trí dưới dạng bông tuyết đã sẵn sàng. Hoàn hảo. Lần trước bạn ấy không thích trang trí của bạn đâu. Đã đến lúc phải thử đồ uống rồi. Ôi, bây giờ sẽ lấy cái món này đầu tiên. Đây là một cốc tai tuyệt vời. Lại còn có bánh quy ở trên ngon nữa chứ. Tuyệt vời quá. Ôi, còn cà phê hòa tan của bà thì cháu gái không thích đâu. Ôi, chắc chắn không thích rồi. Cà phê từ đầu bếp có mùi thơm rất là dễ chịu. Nhưng hương vị thì không có gì tuyệt vời lắm. Vậy thì em bé đã chọn ly cốc tai tuyệt vời này. Vâng, tiếp tục đi, mình lại thắng rồi. Nhiệm vụ tiếp theo dành cho bạn đấy. Đánh trống. Và đây sẽ là bánh waffle. Đây là gì? Ôi, cái này mình cũng biết công thức. Bây giờ mình sẽ đập trứng vào. Thêm đường. Có thể trộn nhiều hơn đấy. Như này nó sẽ ngọt hơn. Và trộn nó lên nào. Ôi, mình mệt quá rồi. Chắc là đủ rồi đấy. Bây giờ mình sẽ cho bột. Hát chứ. Ôi, bà ơi, xin lỗi nhá. Trời ạ, cháu lỡ thôi. Ôi, bây giờ mình sẽ cho vào. Ôi, hơi nhiều quá. Nhưng mà thôi được rồi, mình sẽ bỏ ra như này vậy. Ôi trời ạ, như này không được đâu. Nhưng mà bà chắc chắn sẽ làm công thức cũ của bà. Và chắc chắn mọi người sẽ thích thôi. Bây giờ thì có thể đổ bột vào khuôn làm. Và bà cũng đã gần như xong rồi. Sẽ có một chiếc bánh quế tuyệt vời hoàn hảo. Ôi, em bé phải cho ăn đồ ăn ngon và tốt cho sức khỏe. Mình sẽ bỏ đường đi và lấy zucchini để nạo nó ra và thêm trứng. Mình sẽ làm nhanh bằng máy trộn tay. Ôi, nhìn trông xấu xí làm sao. Và chiếc bánh quế siêu tốt cho sức khỏe đã gần như xong rồi. Ôi, trời ạ. Mỗi người đều có món thật là khác nhau. Ôi, nhìn trông ngon quá. Mình cũng muốn ăn tất cả mọi thứ. Bây giờ chỉ cần trang trí nó. Thật là đẹp thôi. Ôi, nhìn đẹp quá. Ôi, cái gì đây? À, đúng rồi. Mật ong và miếng bơ ở trên. Ôi, nhìn nó đẹp làm sao. Đã đến lúc phải lấy bánh quế của mình ra rồi. Màu xanh là màu tốt cho sức khỏe. Thiếu một bài chút trình thật là đẹp. Mình sẽ tạo ra một kiệt tác trang trí thật là tuyệt vời và bellissimo. Ôi, bà không thích đâu. Đây, cháu gái ăn đi. Ôi, những chiếc bánh quế này trông thật là tuyệt vời. Nhưng mà tại sao lại có vỏ trứng ở trong này thế này? Ôi, đúng rồi, cần phải cẩn thận khi nấu ăn nữa chứ. Còn cái này là cái gì nữa đây? Ôi, bạn ấy không thích dao đâu. Bạn ấy sẽ bỏ. Nhưng mà bạn ấy vẫn sẽ thử. Một miếng thật là nhỏ thôi.
Ôi, trời ạ, vị vẫn rất là kinh tởm. Món này thì sao nhở? Ồ, có vẻ như em bé thực sự rất thích ở đây. Nước miếng đã chảy, người đền thắng đã rõ ràng. Hoan hô, đó là của bà thắng rồi. Ồ, siro thơm ngon quá. Alex, đừng nghịch nữa. Ôi, thôi được rồi, đến lúc phải bắt đầu rồi. Ôi, cháu cần phải cẩn thận với chúng. Bà ơi, cảm ơn vì sự giúp đỡ, nhưng mà bây giờ quả trứng này cần bị phá vỡ. Ôi, có vẻ như vỏ đã vào trong rồi, làm nào bây giờ có thể lấy được ra nhỉ? Trứng sống thật là kinh tởm. Eo ơi, bình tĩnh đi cháu. Bây giờ bà sẽ cho thấy một life hack nhá. Nếu lớp vỏ không cần thiết trong đĩa thì có thể loại bỏ vỏ bằng một cách khác. Nào, đầu bếp, cho bà mượn cái này. Ôi giời ơi, tại cháu mà dính đầy đường từ đầu đến chân. Nhưng không sao, mình không khó chịu, không ai có thể làm phân tâm bà khỏi chiếc bánh. Alex, dừng lại, chỉ cần một ít đường thôi. Thật không? Nhưng mà cháu nghĩ cần cả đống nữa chứ. Được rồi, cẩn thận bỏ ra từng tí một. Đúng rồi, cháu sẽ không bánh gì mà không có đường. Càng nhiều càng tốt. Cháu làm gì vậy cháu? Bây giờ sẽ không có gì ngoài đường đâu. Bà chỉ ghen tị với cháu thôi. Chiếc bánh này sẽ là rất tuyệt vời. Cháu sẽ cho sữa vào. Ôi không. Ôi trời ạ. Thôi được rồi, mình sẽ đổ nó vào trong này. Tuyệt. Ờ, đúng rồi, cả bột mì nữa. Cái này mùi. Ôi trời ạ. Ôi xin lỗi nhá. Ôi trời ạ. Bà ơi, bà làm sao vậy? Đây là cháu mà. Ôi, chỉ là bột trên mặt cháu thôi. Xin lỗi, bà không nhận ra. Mary xin lỗi, bà không cố ý. Nào, bây giờ mình phải đổ bột vào trong. Đến lúc phải khuấy nó lên rồi. Ôi trời ạ, làm này bằng cái này không tốt chút nào. Ôi Mary, hãy nhìn xem cháu thiếu văn minh thế nào. Nhỏ bộ bằng tay chứ, thật là kinh dị. Ôi không. Để làm một cái bột đặc biệt cần một cái thiết bị đặc biệt. Để nó sẽ làm bột đặc đúng cách mong muốn. Nhưng còn tay thì sao? Làm mọi thứ bằng với tình yêu. Thứ còn có trong hõm hộp của bà nữa. Vâng, thêm một ít cacao vào nhá. Nó chắc chắn sẽ ngon hơn đây. Ôi, nhìn nó đẹp làm sao. Bây giờ bà sẽ đổ nó vào trong khuôn và sẽ nướng nó lên nhá. Ồ, hay đấy bà. Còn cháu thì sẽ ăn miếng này. Trời ạ, làm rơi mất bánh rồi. Nhưng mà cái này hay đấy. Mình sẽ dùng cái Oreo này để cho vào trong bánh. Đấy. Đầu tiên, mình sẽ cho nó vào trong khuôn như thế này. Tuyệt lắm. Ôi, cháu làm ý tưởng này hay đấy chứ. Và cái này thực sự có thể ngon hơn nếu mà nó có rất là nhiều màu. Đấy, mình sẽ tạo ra hỗn độn nhiều màu cho bánh tương lai. Ôi, cái này ngon thật đấy. Bây giờ mình sẽ thử nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ cho vào như thế này. Quá là tuyệt vời luôn. Mình muốn mọi thứ để thật là sẵn sàng. Cho vào lò nướng và chờ một chút. Mình tinh đi, bánh ngon nhất trên thế giới nấu lâu lắm. Mình cũng thích ý tưởng kết hợp màu sắc. Chỉ là trong trường hợp của mình sẽ có rất là nhiều màu hơn. Mình sẽ chia hợp thành những chiếc dĩa nhỏ và sau đó khuấy nó bằng màu sơn. Đấy, thế là sẵn sàng rồi đấy. Đến lúc phải nướng bánh rồi. Ôi, trời ạ. Ôi, bà mệt đến mức mà thậm chí không nhận ra rằng mình đổ một đống mũ lên trên này. Trật tự đi, đây không phải là một chiếc mũ, nhưng mà là khuôn nướng. Một trong khuôn nướng sẽ đổ vào trong một hộp như này và cần phải được nướng lên. Mình sẽ làm thôi nhá. Ôi, nướng rồi. Ừ, chính xác, bà sẽ dùng cái này. Ôi,
Bà kịp lấy ra vừa đúng lúc luôn. Nào, bây giờ có thể nấu bánh hơn được rồi. Cho đến nay, quả nửa quả bóng này sẽ làm cơ sở cho chiếc bánh của bà nhé. Bây giờ cần đổ đầy ra như thế này. Xì rô dâu tây. Thật là nhiều. Đấy, nó sẽ tràn ra bánh rất là tuyệt vời. Bây giờ bà sẽ cho thêm rắc ở trên nữa. Rất là nhiều topping. Vậy, và nó không phải là chỉ là bánh, mà nó là một công chúa rất là xinh đẹp. Bà nghĩ là Kê sẽ rất là thích nó đây. Ok. Ồ, bánh của mình cũng xong rồi này. Thật là tuyệt vời. Bánh hình trái tim. Đấy, bây giờ thì mình sẽ dùng marshmallow lỏng này để làm cho các lớp. Đấy, thật là tuyệt vời. Ôi, tại sao mình không thử một miếng nhỉ? Chắc chắn rất ngon đây. Nào, trời ạ, cái này ngon thật đấy. Ôi, trời ạ, đang làm cái gì vậy? Không sao, mình sẽ làm cái lỗ này lên. Đó, bây giờ mình sẽ cho nó lên thêm kem nhiều vào nữa. Đấy, và cho thêm tất cả xung quanh nữa. Đà, đó mà chưa tất cả đâu. Bây giờ mình sẽ cho thêm cả sô-cô-la xung quanh nữa. Và nó sẽ vừa ngon và vừa đẹp. Và tất nhiên là cả M&M nữa. Quá là hoàn hảo luôn. Alex, giỏi lắm. Marie, thế còn cháu thì sao? Mình cũng gần xong rồi. Còn một lớp bánh quy tươi sáng nữa thôi. Giữa chúng sẽ có kẹo và dẻo lòng. Và dù sao đi nữa, Alex, cậu đã chiếm ý tưởng của tớ. Tớ cũng muốn chiếc bánh thành tuyết trắng. Và tớ cũng sẽ làm như vậy. Còn bây giờ, mình cần phải lo là mình sẽ làm cái này thật là đều. Đấy, để không làm rơi chiếc bánh nữa. Bà ơi, bà ngậm mồm lại đi. Cái này thực hiện rất là dễ dàng đấy. Bây giờ là cái cuối cùng là cầu vồng mà mình sẽ tự làm bằng sô-cô-la. Quá là tuyệt vời luôn. Đấy, thế là chiếc bánh gần như sẵn sàng rồi. Cho thêm một ít mây vào nó nhé. Và một con kỳ lân đáng yêu như thế này nữa. Ui, cái này đẹp thật đấy. Trời ạ, quá tuyệt vời. Oh wow, nhìn chiếc bánh này trông thật là đáng yêu. Bà ơi, cháu luôn mơ ước có một chiếc bánh như vậy. Để tự mình nhấc chiếc khuôn này lên nhá. Wow, thật là tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ thử cái món này xem nào. Thử nhá. Thật là hoàn hảo. Trời ạ, cái này quá tuyệt vời luôn. Ô, cái này không ăn được sao? À, đây chỉ là giấy thôi. Thật là ghê tởm. Trời ạ, mình đã hy vọng rằng là công chúa cũng có thể ăn được. Nhưng mà đến lúc phải thử cái bánh này rồi. Ôi, mình rất là yêu sô-cô-la. Cái này ngon thật đấy. Nào, bây giờ thử cả bánh nhá. Wow, thật là tuyệt vời. Chiếc bánh thật là tuyệt vời. Ôi, cái này thật ngon. Bây giờ chỉ còn chiếc bánh từ đầu bếp nữa thôi. Ôi, cái này đẹp quá. Mình sẽ cắt một miếng ra nhá. Wow, cái này còn có rất là nhiều tầng lớp bên trong nữa chứ. Thật là tuyệt vời. Và vị thì quá tuyệt vời. Cái này chắc chắn là thắng rồi. Ôi, mình biết ngay mà. Wow, tớ rất thích ở đây. Tớ muốn là người đầu tiên mở bức ăn của mình. Wow, quả trứng Kinder. Của bạn có gì? Để xem nào. Tớ cũng có một cái tương tự. Lạ thật đấy. Tớ đồng ý, đáng ngờ một chút. Điều làm hài lòng là cả hai chúng ta đều rất may mắn. Tớ yêu trứng sô-cô-la. Theo tớ, đây là món tráng miệng ngon nhất từ trước đến nay. Bạn nên xem bạn vứt rác ở đâu đấy. Tất cả các giấy gói đang bay vào người tớ rồi. Xin lỗi, tớ không để ý mà. Tớ rất nóng lòng muốn thử. Wow, kẹo bên trong này. Ôi, tuyệt quá, cần phải đưa vào miệng càng sớm càng tốt. Trời ơi, ngon làm sao. Sự kết hợp hoàn hảo giữa sô-cô-la và sô-cô-la. Tớ muốn bổ sung. Wow, quả trứng có mứt cam này. Tớ rất thích đấy. Ôi, mỗi lần một bất ngờ thú vị mới. Thật là tuyệt. Để xem nhá. Còn bây giờ thì đừng có làm phiền tớ ăn. Wow, sô-cô-la này. Tuyệt thật đấy. Mỗi lần những bất ngờ càng trở nên dễ dàng hơn. Bạn nhìn gì đấy? Hãy chăm sóc quả trứng của bạn đi. Bạn nói đúng đấy, lúc tớ phải làm điều này rồi. Trời ơi, cái gì thế này?
Một quả trứng sống sao? Tôi đã không mong chờ điều này đâu. Bạn nghĩ thế là hết rồi sao? Không phải, phải ăn đến cùng. Ôi, tôi hy vọng đây là một cái gì đó khác. Tôi không muốn trải nghiệm một cái lần nào nữa đâu. Ôi không, kinh tởm, ghê quá, tớ ghét trứng. Dễ hiểu thôi, một số người kém may mắn. Này, tớ có một kẹo mới này, thật tuyệt phải không? Bạn có thể ném chúng lên và bắt chúng bằng miệng đây này. Tiện lắm luôn ý, thật là tuyệt. Cho tớ ăn với. Ôi đau, bạn có thể nói không mà. Đừng trêu tớ nữa, không vui đâu. Tớ nghĩ tớ biết cách trả thù rồi. Chúng ta cần cho bạn ấy một quả trứng thật. Tớ nhìn thấy sự ghen tị trong mắt của bạn. Đây đến lúc cần bình tĩnh lại rồi. Cái gì nữa đây? Không giống sô-cô-la một chút nào. Trời ạ, kinh quá. Tớ biết là bạn mà. Tại sao bạn lại nhổ vào tớ? Đó không phải là tất cả đâu, ăn đi. À, tớ không bận tâm đâu, tớ có một kế hoạch tuyệt vời mà. Tớ nghĩ bộ trang phục này thực sự rất hợp với tớ. Tớ không hiểu bạn đang nghĩ gì vậy. Tớ sẽ nấu một món trứng bạc thật là tuyệt vời. Bà sẽ ghen tị và... Ôi, hương vị tuyệt vời quá, thực sự rất tuyệt vời. Ôi, tớ sẽ không cho bạn ăn đâu. Tớ không biết bạn có thể nấu ăn ngon như vậy đâu. Nhưng tớ sợ bạn sẽ không thể thưởng thức món ăn của mình. Tớ sẽ ngăn bạn lại mà. Bạn đang làm gì vậy Suzy? Ôi không, trứng rơi ngay vào mặt tớ. Ôi, đây là món mới rồi, hãy cùng tìm hiểu xem ai là người bắt đầu nhé. Yeah, tớ là người đầu tiên. Wow, một chai Coca. Ôi, bạn may mắn thật đấy, hãy xem tớ có gì nhá. Ôi, cũng là Coca-Cola, thật là tuyệt vời. Tớ nghĩ một trong cái chai này là sô-cô-la rồi. Ôi, tớ không thể mở ra được, có lẽ mở bằng răng. Ô, đó là sô-cô-la, tớ may mắn rồi. Ôi, thật là tuyệt, có lẽ của tớ sẽ là một chai sô-cô-la. Không, đó là Coca bình thường. Nhưng điều đó không làm cho nó kém ngon một chút nào. Tớ tự hỏi, liệu trong chai của tớ có gì không nhở? Chẳng lẽ nó trống? Ôi, sô-cô-la đang đổ ra. Đây chính là những gì tớ mong ước. Hương vị tuyệt vời, tớ không thể dừng lại được. Thật là tệ, những cái điều tốt đẹp kết thúc quá nhanh. Bạn nên nhìn thấy chính mình đi. Bạn nên tắm đấy. Ồ, vẫn còn rất nhiều sô-cô-la trên người. Tớ có thể ăn tất cả. Bạn đang làm gì vậy? Đó không đẹp mà. Không quan tâm, điều chính là nó ngon. Ôi, thậm chí không thể chạm vào mũi của mình. Như này tốt rồi đấy. Hoàn hồn Suzy. Tớ hoàn toàn quên mất cả chai rồi. Bạn cũng có thể ăn nó bởi vì nó tự làm từ sô-cô-la. Ôi, món này ngon quá. Tớ sẽ không dừng lại cho đến khi nó hoàn thành đâu. Ôi, cho tớ một mảnh đi, tớ muốn thử lắm ý. Tớ chảy hết cả nước miếng rồi. Bạn muốn gì? Ôi, đừng có xin tớ. Nó sẽ không hoạt động với tớ đâu. Nhưng chúng ta là bạn mà. Thôi được rồi, mà mắn thay tớ có rất nhiều Coca. Tớ nghĩ bạn có thể chia sẻ với tớ. Bạn đúng, tại sao không? Nhìn kìa, có cái gì đó ở bên trong. Ở đâu? Đây này, ngu ngốc. Tớ lừa được bạn rồi nha Suzy. Bạn đã tin. Thật là không công bằng. Bạn không thể làm được điều đó. Bạn nghĩ rằng tớ sẽ để bạn thoát khỏi điều này sao? Không thấy đâu. Tớ có Mentos trong kho. Tớ nghĩ nó sẽ rất hữu ích. Tất cả chúng ta đều biết điều gì xảy ra nếu cho nó vào Coca mà. Ồ, xem có gì bên kia kìa. Quan trọng nhất là bạn phân tâm tiếp đi nhá. Đấy, hoàn thành rồi. Ôi, tớ không nhìn thấy gì cả Suzy. Ôi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao Coca văng hết cả vào mặt tớ? Ôi không, tình hình đã nằm ngoài tầm kiểm soát rồi. Chúng ta tiếp tục nào. Ok luôn. Ôi, không thể tin được vào mắt mình. Đây là ớt mà. Tớ cũng không mong chờ điều này. Cậu bắt đầu đi. Không không, lần này cậu có thể bắt đầu được rồi. Đừng có lừa được tớ nhá. Thôi được rồi, nếu bạn đã như vậy thì tớ sẽ là người bắt đầu. Wow, một hương vị thật là tuyệt vời. Ôi, đó là sô-cô-la, tớ may mắn quá. Tớ thực sự là không muốn thử mà. Ơ, trời đã, hóa ra mình có ớt thật sao? Ôi, thật là không may mắn. Thật tệ là tớ không thể chia sẻ với bạn, nó quá nhỏ. Đây là mảnh cuối cùng rồi. Ừ, nó rất là ngon. Bây giờ tới lượt bạn rồi đấy. Nhưng tớ sợ, tớ không ăn được đồ cay. Ê, tại sao bạn lại ném ớt vào bạn tớ? Tớ rất sợ, đừng có mà làm thế. Trời ạ, bạn làm cái trò gì chứ? Ồ,
rồi, đừng có thương hại nữa. Nào, đừng có lãng phí thời gian. Bạn nói đúng, tôi lên hết nên vượt qua chuyện này. Chúc tớ may mắn đi. Ôi, nó không cay chút nào, tớ thậm chí còn thích nó đấy. Đấy, xong rồi. Cẩn thận, bạn ném ngay vào người tớ. Ôi không, tớ cảm thấy cay đây rồi. Có vẻ như ai đó đã quyết lộng cả sớm rồi. Tớ nghĩ chúng ta nên tiếp thêm lửa đấy. Đây, uống một ly đi. Cảm ơn, nước bây giờ rất là cần đấy. Không, đó là Tabasco. Bạn lại lừa tớ rồi, cứu. Tớ đang bay vào vũ trụ rồi. Wow, cái này đẹp thật đấy. Nhưng mà tớ không thích nó đâu. Chúc bạn có một chuyến bay vui vẻ nhé. Ôi không, tớ sắp ngã rồi. Cứu. Bạn đã đánh gục tớ rồi. Xin lỗi, nó xảy ra một cách tình cờ. Ôi, tuyệt vời quá. Tớ bắt đầu trước nhé. Xem tớ có gì nào. Wow, đây là Happy Meal. Tuyệt vời. Wow, thế thì tớ có gì nhở? Eo ơi, đây là tỏi sao? Tớ không muốn ăn đâu. Thôi, đợi đã, tớ đi trước đã nhá. Wow, nhìn nó ngon miệng thật đấy. Khoai tây chiên với burger thật là hoàn hảo. Tớ sẽ nhúng bánh burger của mình vào sô-cô-la nhá. Tớ chưa bao giờ nếm thử thứ này như này trước đâu. Ồ, thật là tuyệt vời. Tớ tự hỏi cuối cùng có mùi vị như nào nhở? Ồ, cũng ổn đấy chứ. Làm nào mà bánh burger với sô-cô-la trong miệng bạn như thế này nhở? Tuyệt vời. Vâng, ngon phết. Bây giờ là đến lúc phải ăn cả khoai tây chiên rồi. Tớ cũng sẽ nhúng vào sô-cô-la như này này. Tuyệt vời chưa? Thử thôi. Thật là tuyệt vời. Món này còn ngon hơn cả burger luôn. Ôi, thế cho tớ xin một miếng được không? Ừ, thôi được rồi, tớ sẽ chia sẻ với cậu một. Một miếng thôi sao? Ít vậy. Ôi, nhưng mà thực sự rất là ngon đấy. Ôi, thật là tuyệt vời. Còn bây giờ là tớ sẽ nhúng tất cả khoai tây chiên vào. Ồ, ngon quá. Bây giờ thì ăn hết nhá. Ôi, thật là tuyệt vời. Món này ngon quá. Bây giờ đấy là cậu rồi. Ôi, chỉ tỏi này mùi thật là kinh tởm. À, nhưng mà tớ biết phải làm gì rồi. Đầu tiên tớ sẽ lại lấy một cái bình lắc như này nhá. Cho tỏi vào đó. Sau đó tớ sẽ đổ sô-cô-la toàn bộ lên như thế này này. Tớ nghĩ như này nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Tớ hy vọng là như vậy. Bây giờ tớ sẽ lắc nó lên nhá. Thật là đều. Và tớ sẽ đổ nó ra. Thế là nó sẽ thành một sinh tố sô-cô-la tỏi. Cái này thì đỡ mùi rồi đó. Nhưng mà vẫn phải thử thôi. Thấy chưa, cậu thấy thế nào? Cũng không biết. Thôi được rồi, để tớ thử xem như nào. Mèo ơi, vị vẫn thật là kinh tởm. Không thể thở được. Kỳ quá, nhưng không sao, tớ có thể làm được. Tớ sẽ cố gắng. Wow, cậu ấy thật là tuyệt vời. Thôi, cuối cùng tớ cũng xong rồi. Ôi, xin lỗi nhá, tớ không cố tình. Mèo ơi, cái mùi này. Ôi, tớ ngủ một tí nhá. Ôi trời ạ, tớ không cố tình đâu. Oops. Ôi, chúng ta có gì thế này? Quả bóng gì đây? Thú vị đấy chứ. Ồ, tớ nghĩ ra rồi. Tớ sẽ đâm nó bằng cái kim này. Wow, nhìn này, tớ có bim bim. Ôi, nhưng mà chúng rất cay. Thế này không tốt rồi. Thế còn cậu có gì? Nào, tớ mong là cái gì đó thật ngon. Wow, kẹo mút nhẫn. Thật là tuyệt vời. Ôi, hay quá. Những viên kim cương này mới ngon ngọt lắm sao. Thật là tuyệt vời. Ôi, tớ sẽ lấy tất cả cái kẹo mút này ra nhá. Và nhìn nó vào sô-cô-la như này này. Đó, và bây giờ tớ sẽ đeo tất cả lên trên tay. Từng cái một nhá. Nào, cái tiếp theo nào. Ôi, tuyệt vời chưa. Nhìn chúng thật là xinh đẹp. Bây giờ đến lúc phải thử rồi. Ngon quá. Ê cậu ơi, cho tớ xin miếng đi. Này. Ôi, thôi được rồi. Mình sẽ phải ăn bim bim này thôi. Ôi, đáng sợ quá. Chúng rất cay, nhưng mà tớ phải thử chúng. Có lẽ nó sẽ không cay như vậy. Cũng hay đấy chứ. Tớ thấy tuyệt vời. Bây giờ thì tớ sẽ thử ăn nhá. Bây giờ tớ sẽ chọc vào như thế này. Và như thịt nướng bim bim vậy. Tuyệt vời. Bây giờ thì phải nhúng chúng qua sô-cô-la. Thì chắc chắn cũng sẽ ngon hơn rất là nhiều. Đấy, có lẽ là sô-cô-la sẽ làm cho nó bớt cay luôn. Bây giờ thì ăn thôi nào. Ngon quá. Ê, cậu đang làm gì vậy? Sao ăn nhanh thế? Ôi không, trời ạ. Cháy, tớ đang cháy. Ôi, tớ là một con nước mộng. Tớ đang phun lửa thật khủng khiếp, tớ cần sự giúp đỡ. Không dừng lại được.
Đây, đây mình nghĩ ra rồi. Đây, tớ sẽ cho cậu cái này. Và cậu sẽ đỡ. Ôi, cảm ơn cậu rất là nhiều nhá. Wow, nào Oản Tù Tì xem ai mở trước. Oản Tù Tì ra cái gì ra cái này. Yeah, tớ thắng rồi. Tuyệt, tớ mở ra nhá. Wow, tớ có dưa hấu này. Cái này ngon quá. Bây giờ đến lượt cậu. Tớ cũng có một cái gì đó. Đây là thạch sao? Thạch với súp lơ xanh. Yêu ơi, cái món gì mà ghê thế này. Ôi trời ạ. Nhưng mà chúng thật là buồn cười. Lắc 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 lắc. Thế còn cái này là cái gì nữa đây? À, chắc là cái này để tớ cho sô-cô-la vào như này này. Đầu tiên tớ sẽ cho sô-cô-la vào đây nhá. Sau đó tớ sẽ đổ nó lên như thế này. Wow, nhìn trông ngon, hấp dẫn thật đấy. Bây giờ mình sẽ thử xem như thế nào. Tớ sẽ cắt nó ra. Ôi không, rốt cuộc thì súp lơ xanh cũng ở đây rồi. Tớ thậm chí là không muốn thử luôn ý. Nhưng mà tớ phải ăn thôi. Ăn một miếng này. Mèo ơi, ghê quá đi mất. Ôi, thật là một cơn ác mộng. Không sao, tớ có thể làm được. Đây, còn lại miếng cuối cùng nữa thôi. Tớ dũng cảm. Và tớ đã ăn xong rồi. Tớ giỏi quá. Bây giờ đấy là cậu rồi đấy. Cậu nói đúng, nó rất khủng khiếp. Nhưng mà tớ có một miếng dưa hấu rất ngọt ngào. Vì vậy tớ sẽ ăn ngon miệng nhá. Ôi, nhúng vào sô-cô-la trông còn ngon hơn luôn ý. Ồ, vâng, nó rất là ngọt ngào và mọng nước. Tớ rất là thích nó. Ê, cậu cho tớ xin cắn một miếng được không? Ok, cho cậu một miếng này. Cảm ơn cậu rất nhiều. Món này ngon thật đấy, thật tuyệt vời. Ôi, trời ạ, nhưng cái hạt này nhiều quá. Ups, xin lỗi nhá. Sô-cô-la ngon thật đấy. Cái này là cái gì vậy? Ôi, của tớ có một cái gì đó hay hay. Còn của tớ thì cục xương sao? Trông chán quá. Ôi, có lẽ cậu muốn đổi. Không được, tớ có những cái con dog ngon tuyệt vời này. Tớ sẽ thử nó thôi. Nhúng vào sô-cô-la, mùi thơm tuyệt vời. Bây giờ cắn thử một miếng nhá. Wow, nó kéo ra này. Bên trong có phô mai, thật là tuyệt vời. Tớ sẽ ăn hết nhá. Bây giờ, tớ sẽ ăn cả hai cái cùng một lúc nữa cơ. Nào, nhúng chúng vào nào. Ôi, ngon quá. Nào, ăn thôi. Tuyệt vời, món này thật ngon. Ôi, trời ạ, cậu ạ. Né lung ta lung tung. Ngon quá. Bây giờ đấy là cậu ăn rồi đấy. Thôi được rồi, cái này lạ thật đấy. Không biết là có phải xương thật không. Nhưng mà thôi được rồi, tớ sẽ nhúng nó vào sô-cô-la như này. Và bây giờ tớ thử nhá. Ai, trời ạ, răng tớ đau quá. Ôi, cậu thật là buồn cười. Có mà cậu buồn cười. À đúng rồi, mình nghĩ ra rồi. Chắc là bây giờ tớ ném cái này đi là được mà. Đấy, thế là tớ ăn xong rồi đó. Ê, không phải, cậu lừa tớ đúng không? 2, 3, 4, 5. Yeah, tớ được mở rồi. Mới mở đầu tiên nhá. Không biết trong này có gì. Lắc thử xem nhá. Thôi được rồi, không hiểu. Mở ra thôi nào. Có gì ở đây? Wow, đây là Pocky. Ôi, kẹo đẹp màu hồng, tuyệt vời. Ô, cậu thật may mắn. Để tớ mở ra cục cửa rồi nhá. À, tớ không có gì đâu. Có gì vậy? Trời ạ, đáng sợ thế. Ôi, trời ạ. Nhưng cái con này sao? Thật là ghê tởm. Tớ rất chia buồn với cậu. Thôi để tớ thử trước nhá. Đầu tiên tớ sẽ lấy một cái. Thơm tuyệt vời. Tất nhiên là phải nhúng nó với sô-cô-la rồi. Thử thách mà. Sau đó thì ăn thôi nào. Ngon tuyệt vời luôn. Tớ thấy ngon quá. Nhưng mà tớ nghĩ ra một ý tưởng này rồi. Tớ sẽ lấy tất cả mọi thứ ra và nhúng cả cái nắm này vào trong sô-cô-la luôn. Thì chắc chắn nó sẽ ngon tuyệt vời. Ê, cho tớ xin miếng. Này nhá, không được. Cái này là của tớ. Bây giờ đến lượt tớ ăn rồi. Ngon quá, thật là tuyệt vời. Trời à, cô ấy ăn hết rồi sao? Thật là tham lam, nhưng mà trông ngon thật đấy. Thôi được rồi, tớ đã xong, bây giờ đến lượt cậu. À, tớ nghĩ là tớ phải đi về học rồi sao ấy. Thôi, quay lại đi. Thử thách mà, cậu phải ăn hết chứ. Trời ạ, thật là ghê tởm. Bây giờ tớ sẽ phải nhúng những con này vào sô-cô-la. Mong là vị sô-cô-la nó sẽ loại bỏ được cái thứ ghê tởm này đi. Eo ơi, ghê quá đi mất. Trời ạ, vị thật là kinh khủng. Ui, ghê quá. Tớ đã ăn xong rồi. Ui, nôn mất. Ôi, khổ.